Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong em ở câu 1, 2, 3 của cái đề hóa số 2 ở trong cái năm học 2021 để em tham khảo, đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 4, bài số 5 để chúng ta nắm. Hai bài này tương đối dễ thôi. Đề thì có vẻ rất là dài, nhưng mà người ta đọc kỹ đề người ta sẽ làm được thôi. Câu số 4, 91 điểm rưỡi nha. Cồn, cồn thì chắc có lẽ chúng ta đã biết, chúng ta hay ăn lẩu á, người ta có đưa ra cái lẩu cồn mà những cái viên cồn tròn tròn màu trắng hoặc là màu vàng nha, đó nè, là cái dung dịch rượu ethylic. Ethylic thì ta biết rồi, đó chính là C2H5OH, có khả năng thẩm thấu cao, có thể xuyên qua màng tế bào, đi sâu vào bên trong gây đông tụ protein làm cho tế bào chết. Cồn 75 độ, em lưu ý chỗ đây. Cồn 75 độ có khả năng sát trùng cao nhất. Em hãy tính thể tích của nước. Nghĩa là ở đây chúng ta cần tính thể tích của nước này. Cần dùng để pha được 500 ml cồn 75 độ. Như vậy ở đây cái mà chúng ta cần phải tính đó, đó chính là thể tích của nước bằng bao nhiêu. Thì trong đây người ta cho em là cái gì? Cồn 75 độ. Chứng tỏ là ở đây chúng ta sử dụng cái công thức độ rượu. Như vậy độ đây là 75 độ này. Pha được 500 ml, nghĩa là thể tích ở đây là thể tích hỗn hợp sẽ bằng 500 ml. Ở đây chúng ta cần phải đi tính thể tích của nước. Như vậy chúng ta đã có sẵn cái công thức là gì? Độ rượu, độ rượu sẽ bằng V rượu chia cho gì em? V của hỗn hợp. Hỗn hợp ở đây nghĩa là bao gồm hỗn hợp ở đây nghĩa nó hỗn hợp ở đây thì nó sẽ bằng là gì? Thể tích của nước cộng cho gì? Cộng gì em? Thể tích của rượu. Như vậy muốn tính thể tích của nước thì chúng ta phải tính được thể tích của rượu. Mà muốn tính được thể tích của rượu thì phải dựa vào công thức này. Ở đây nhân cho 100%. Được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta các em hiểu nào, để tính được thể tích của nước á, tại vì ở đây thể tích hỗn hợp đây là bằng 500 này. Nếu em tính ra được thể tích của rượu thì từ đây chúng ta suy ra thể tích của nước sẽ bằng thể tích của hỗn hợp trừ đi thể tích của rượu. Như vậy từ cái công thức này chúng ta sẽ tính được thể tích của rượu trước, chúng ta thế vào chỗ này thì ra được thể tích của nước. Vậy thôi. Hiểu chưa? Rồi. Hiểu nè, rất là dễ. Ta giả nè, nhưng chúng ta phải nhớ các công thức để chúng ta từ công thức này thì chúng ta sẽ tính ra được thể tích của rượu này. Hiểu chưa? Câu A này. Ta có độ rượu á, thì bằng V rượu chia cho V hỗn hợp và nhân cho 100. Đúng không nào? Đấy, gọi là 100% đó. Thì từ đây chúng ta suy ra nhân cho 100 thôi nghe. Suy ra ở đây lái đây nhân chéo lên. Lấy cái V hỗn hợp này nhân chéo với độ rượu. Đây thì làm rất chậm để các em hiểu. Sẽ bằng thể tích của rượu nhân cho 100. Từ đây chúng ta cần tính cái gì? Cần tính thể tích của rượu là V rượu ethylic á, V rượu gọi là nguyên chất đây em. Thể tích rượu ethylic nguyên chất sẽ bằng độ rượu nhân thể tích hỗn hợp và chia cho 100. Như vậy thì độ rượu ở đây là bằng 75 nhân cho thể tích hỗn hợp là 500 chia cho 100. Như vậy ở đây 500 chia 100 bằng 5, lấy 5 nhân cho 75. 5 nhân 75 thì bằng 370 15 ml. Như vậy thể tích của rượu đã có rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ thế vào công thức này để chúng ta đi tính thể tích của nước. Khi đó các em sẽ lấy 500 trừ cho 375 để ra được thể tích của nước. Hiểu chưa? Như vậy thì từ đây ta có thể tích hỗn hợp thì bằng thể tích của nước cộng thể tích của rượu. Từ chúng ta suy ra thể tích của rượu, thể loại của nước sẽ bằng thể tích hỗn hợp trừ thể tích của rượu sẽ bằng 500 trừ cho 375 sẽ bằng 125 ml. Vậy thể tích của nước sẽ bằng 125 ml. Được chưa? Các em có hiểu không?
Nếu mình biết thì thực sự là những cái phần này nó cũng khá là đơn giản, không là khó. Nhưng mà quan trọng là công thức độ rượu mà quên là coi như xong to ha. Đây sang câu B. Theo các nghiên cứu sang sinh học là sang E5, chúng ta thấy bữa nay thị trường người ta tung ra cái xăng này rất là nhiều, phải không nào? Cái xăng này thầy được biết đó chính là làm từ củ mì em, nên người ta bữa nay người ta làm mì tươi, mua mì tươi rất là nhiều, phải không nào? Nghĩa là pha chế từ 95% xăng A92 đây và 5% ethanol can. Khi đốt cháy có mức khí thải độc thấp hơn hẳn so với các loại nhiên liệu hóa thạch thông thường. Kết quả thử nghiệm cho thấy nhờ hàm lượng oxy cao hơn xăng thông dùng quá trình đốt cháy bên trong động cơ, cái này ethanol chính là rượu ethylit. Lưu ý lại câu này, hãy biết chương trình hóa học cho phản ứng cháy ethanol xảy ra trong động cơ. Thì cái này là quá dễ em, đúng không? Nghĩa là ở đây rượu ethylit chúng ta đó chính là C2H5 OH chúng ta cộng với oxy, thì khi mà cháy á, thì tạo thành sản phẩm đây là CO2 cộng với nước, chứ không phải tạo ra axit cộng với nước đâu nha. Sản phẩm cháy của hữu cơ, một chất hữu cơ bất kỳ nó đều sản phẩm tạo ra là CO2 cộng với nước, được chưa? Ta tiến hành cân bằng ở đây, hai carbon thì đây 2 6, ở đây 2 thì đây 3, đúng rồi 7 4 đây là 7 1 đây chính là 3, rồi xong có B xong rồi đấy. Thân nhiều đó, cái đề thì nó dài chọc như vậy mà chỉ có một phương trình duy nhất em. Ở đây người ta cho nhiệt độ, ta đi sang câu số 5 nha. Bài này cũng rất là dễ, bài thầy làm nhanh nhé. Đốt cháy hoàn toàn 0,896 lít điều kiện tiêu chuẩn hỗn hợp khí ít gồm 0,896 lít, ở đây gồm là gì? Metan là CH4, CH2 nhé, acetylen. Đốt cháy nhà cộng oxy thu được ở đây là 3,08 gam CO2. Viết cái phương trình hóa học xảy ra, tính thể tích mỗi khí trong hợp khí khí X. Bài này là hệ phương trình quá dễ luôn, đúng không? Giải này, một phương trình ta dựa vào hỗn hợp ở đây, một phương trình dựa vào CO2 là xong, lập hệ phương trình là giải ra thôi, đúng chưa nào? Như vậy thì đây luôn luôn tạo thành gì, CO2 cộng với gì, cộng với nước, được chưa? Như vậy ở đây chúng ta tiến hành cân bằng thì đây là gì, một đây, một đây, hai hai, ta chừa ra một hàng để các em gọi số mol nhé, XY đó ha, CH2. Được chưa? Ta cân bằng. Ở đây là 4 nha. Ở đây là 2. Đáng lẽ thằng này 5 phần 2 này. Nhân 2 đây là. Được chưa? Ta gọi đây là X, ở đây là Y. Một phương trình dựa vào thằng này. X thì đây sẽ là gì? 2X. À, đúng rồi. Nhưng mà ở đây ta dựa CO2 nên là X đây là X. Nước kệ nó đi. Y đây 2, tỷ lệ D2 4, chúng ta thằng này gấp đôi, chúng ta đây y thì đây sẽ là 2y, được chưa? Như vậy ở đây chúng ta có này, câu A này, câu B có x là số mol của CH4, y là số mol của C2H2, được chưa nào? Như vậy thì ta có số mol hỗn hợp sẽ bằng x cộng y, nó sẽ bằng 0,896 chia cho 22,4, đúng nè, thì cái này sẽ bằng 0,004, ta ký hiệu tại đây là 1. Theo đề bài ta có thì em số mol của CO2 nó sẽ bằng x cộng 2y, thì nó sẽ bằng là 3,08 chia cho 44, đúng không nào? CO2 44. Như vậy thì ở đây sẽ bằng 0,07. Ta ký hiệu tại đây là 2.
Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Như vậy x cộng y bằng 0,04 và x cộng 2y sẽ bằng 0,07. Từ đây ta suy ra x sẽ bằng bao nhiêu em? Ta bấm máy tính nha. Các em không tính nhanh được như thầy hoặc là tính nhẩm được như thầy thì ta bấm máy tính thầy nha. Đây 0,01 đúng không? Mol. Và y sẽ bằng 0,003 mol. Sau khi có rồi thì từ đây ta suy ra thể tích của căn CH4 này. Các em lấy số mol nó là 0,01 nhân cho 22,4 thì bằng 0,224 lít. Thể tích của C2H2 sẽ bằng 0,03 nhân cho 22,4 thì bằng 0,672 lít. Được chưa? Bài số 5 em, bài này rất là dễ. Được chưa? Đó, vậy thôi. Bài em nha, chúc em thi tốt.